Và bản chất cái nước hydrogen tức là nó chống lại hay là nó cân bằng lại các cái axit ở trong cơ thể, và vì nó có tính kiềm đấy, cho nên là nó cũng cân bằng các cái axit, và đây là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra cái gọi là hạn chế cái quá trình oxy hóa khử trong cơ thể, và các cái gốc tự do khử được các cái gốc tự do giúp cho sức khỏe tốt hơn. Ở Việt Nam chúng ta cái máy Kangaroo là một trong những cái máy mà được dùng khá là phổ biến hiện nay. Về công nghệ hydrogen thì trên thế giới là người ta cũng đã sử dụng từ lâu rồi. Tuy nhiên rằng là cái máy Kangaroo do Việt Nam sáng chế ra thì cái công nghệ tạo hydrogen từ cái máy Kangaroo này thì cũng đã được là Cục Sở hữu Trí tuệ của Việt Nam cấp bằng sáng chế. Và cái bằng sáng chế này là coi như là một cái công nghệ độc quyền luôn của cái những cái người nghiên cứu sản xuất ra cái máy Kangaroo. Và chúng ta biết rằng là cái công nghệ hydrogen là một cái công nghệ mà tạo ra cái nước đảm bảo rất là tốt cho sức khỏe khi mà những người chúng ta hàng ngày sử dụng cái nước chạy qua cái máy Kangaroo này thì cái sức khỏe nó sẽ được đảm bảo tốt hơn là sử dụng cái nước thông thường. Và vì sản xuất ở Việt Nam cho nên là cái giá thành của nó rất là hợp lý, và chất lượng thì không kém gì các cái máy móc được nhập ngoại về Việt Nam chúng ta từ các nước khác. Và chúng tôi thấy rằng là cái sản phẩm Kangaroo này hiện nay là được khá nhiều các cái gia đình lựa chọn là dùng để mà tạo ra cái nước hydrogen có lợi cho sức khỏe hơn. Thì đấy là một cái sản phẩm mà tôi cho rằng là các gia đình nên khuyến khích sử dụng, và đó là cái lợi điểm của cái máy lọc nước Kangaroo. Những gia đình mà có điều kiện sử dụng cái công nghệ hydrogen, tức là dùng cái máy Kangaroo này trong cái sinh hoạt hàng ngày, thì tôi nghĩ rằng sẽ rất là tốt cho sức khỏe so với lại nước thông thường.